Từ ngày 23 tháng 8, người dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ai ở đâu ở yên đó. Từ 23 tháng 8, người dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố. Sáng 20 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thông tin tại họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thời gian qua, thành phố có rất nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và khó lường. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 86 của Chính phủ, chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch 2715 của Ủy ban Nhân dân thành phố, từ 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện 5 biện pháp tăng cường với phương châm mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch. Thứ nhất, người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường xã thị trấn cách ly với phường xã thị trấn. Thứ hai, thành phố tập trung chăm lo cho bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tử vong. Thứ ba, lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực vùng đỏ trên bản đồ Covid thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư, tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân. Và thứ năm, thành phố đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ và hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn. Thành phố đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K, vaccine, uống thuốc, không tập trung mua gom hàng hóa. Thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp trên.